Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn móc một bông hoa hồng nhỏ. Bông hoa này thì dễ làm và nhìn cũng xinh xắn, có thể trang trí cho các loại quần áo, mũ nón gì cũng đều được. Đầu tiên là móc một bông hoa hồng. Tạo một nút trượt với 32 mũi bính. Hàng thứ nhất, bỏ qua 2 mũi bính, móc 30 mũi kép đơn. Hàng thứ hai, móc 5 mũi bính rồi quay đầu. Móc một mũi đơn vào mũi thứ ba của hàng 1. Rồi móc 5 mũi bính. Bỏ qua 2 mũi và móc 1 mũi đơn. Lặp lại 8 lần. Tổng cộng là có 10 cánh hoa. Hàng thứ ba này, quay đầu, móc một mũi đơn. Chín mũi kép đơn. Một mũi đơn, lặp lại 9 lần, tổng cộng một cánh hoa thì móc 11 mũi, trong đó có 2 mũi đơn và 9 mũi kép đơn. Sau khi móc xong hàng thứ ba thì quấn tròn lại.
hai cánh ở trong cùng, rồi quấn dần dần, to dần lên. Và các bạn nhớ làm đều tay. Khâu lại, khâu quanh tròn để cho các cánh hoa không bị bung ra. Móc chiếc lá này, tạo một vòng tròn ma thuật với 10 mũi kép đơn. Móc 4 mũi bính, rồi móc 10 mũi kép đơn. Cuối cùng là dùng một mũi trượt để kết thúc. Vậy là chúng ta đã kết thúc việc móc một bông hoa hồng nhỏ. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm các mẫu mới các bạn nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.